thì mấy hạn kia nó có cái nó dở này, nó kéo qua quả lô, cái hai cái dao nhiệt nó nóng ở thằng này, nó chui qua để nó tạo được cái nhiệt cho nó chảy thằng này, còn bắt đầu kéo là thằng kia nó kéo. Nhưng mà cái lưỡi của những cái loại máy chân công này nó là một cái sợi dây nhiệt nó bằng phẳng, thì thằng này nó đi lên phát là neo đèn cái nó nóng phát là nó ăn luôn đi không phải đè kết cái cấu này là ép ép mà. Thì phải đi xong cái đèn nó mới ra được chứ không làm sao mà ra được nước, đâu phải thích mà ra được nước đâu, có những lúc cứ liên tục mà chẳng giải quyết được cái gì cả. Cho anh đi không biết thừa mặt bây giờ chỉ thế là nhanh. Khổ, ngày xưa đi học học về thời đi học cái thầy bảo rồi các anh sau này các anh giống thầy tôi đấy, nguyên liệu thế mua thế nào rồi thế nào Nguyệt Nguyệt nào ô bảo biết biết Nguyệt á à? Bây giờ lại còn tôi không biết tên của vợ mày, không biết nữa có tâm sự gì trên Zalo nghe đừng có mẹ tiết lộ cho gọi em chết vỡ mồm đấy. Chị cần biết thôi nhưng đừng có bảo chơi vợ.